Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Và tối ngày hôm qua thì trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 của V-League 2019 đã diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. Đáng lẽ ra đây sẽ là một trận đấu đáng để mong chờ cho người hâm mộ, nhưng tiếc thay là cổ động viên Hải Phòng lại để lại những hình ảnh không mấy được đẹp mắt khi biến sân vận động này thành một biển lửa. Trước khi trận đấu này bắt đầu, không khí đã được hâm nóng bởi sự cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên Hải Phòng. Ngay khi diễu hành trên các đường phố Hà Nội, với lực lượng hùng hậu trên nhiều ô tô, xe máy, trang phục và cờ quạt màu đỏ truyền thống, họ kéo vào sân Hàng Đẫy và đốt pháo từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Sự việc diễn ra sau khi Văn Toản đẩy thành công quả 11m, toàn bộ sân Hàng Đẫy đã chìm trong khói của pháo sáng. Lực lượng an ninh do đội chủ nhà bố trí phải chạy ngược chạy xuôi để dập lửa. Dù đã lường trước tình huống này, họ cũng không kịp trở tay. Và tại mùa trước, cũng tại sân Hàng Đẫy, cổ động viên Hải Phòng đã ném khoảng 20 quả pháo sáng, khiến trận đấu phải kết thúc sớm để đảm bảo an ninh. Phía trong sân, cổ động viên đội khách liên tục đốt pháo sáng từ khi trận đấu chưa bắt đầu và trong suốt hai hiệp. Nhiều thời điểm, cầu thủ hai đội phải thi đấu dưới điều kiện khói mù dày đặc. Nói về sự quá khích của cổ động viên Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, việc cuồng nhiệt thái quá này đã khiến cầu thủ giảm hưng phấn bởi những thời điểm gián đoạn trên sân. Khói pháo đặc quánh bao phủ cả một vùng khiến cầu thủ hai đội không thể thi đấu. Trọng tài Ngô Duy Lân phải cho trận đấu tạm dừng. Trước trận đấu này, Hải Phòng đứng thứ tư với 10 điểm sau 5 trận, xếp trên họ là Hà Nội được 11 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng đất cảng vươn lên, bởi vậy họ thi đấu rất quyết tâm và có bàn mở tỷ số nhờ công của Nguyễn Vũ Hoàng Dương phút 56. Và cũng vào lúc ấy, những quả pháo sáng lại được đốt lên, có khoảng 5-7 quả được ném xuống sân trong đợt tập kích lần hai này. Không ít trong số đó đã trúng những người đứng bên dưới, thậm chí có cả một số những cầu thủ Hải Phòng khi họ chạy ra góc sân này với ý định chia vui cùng cổ động viên. Không chỉ bên trong mà bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy cũng như một biển lửa thực sự. Tuy nhiên trước trận đấu, cổ động viên đội khách đã viết lên một băng rôn với đại ý rằng đốt trong sân hay ngoài sân cũng bị phạt như nhau, vậy nên mang vào bên trong đốt sướng hơn. Cách đây 3 ngày, ban kỷ luật VFF vừa phạt ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ Hải Phòng 20 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng ở khu vực xung quanh sân Lạch Tray, gây mất an ninh an toàn cho đội khách Đà Nẵng ở vòng 5 ngày 14. Và tình yêu bóng đá của người dân Hải Phòng thì vẫn luôn có tiếng trong các hội cổ động bóng đá Việt Nam. Dù là sân nhà hay sân khách thì những người dân đất cảng này vẫn luôn biết cách để lại ấn tượng với những đoàn xe diễu hành lên đến hàng nghìn người, đáng để người ta phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên thì những cổ động viên này cũng nên tiết chế lại một chút để không để lại những hình ảnh không mấy được đẹp mắt như vừa rồi. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.